Morning, everybody. How are you today? Okay, today I am going to teach you exercise for Unit 1. Hôm nay cô sẽ giúp các con luyện tập cái phần bài tập xoay quanh của bài số 1. Thì trong cái phần bài tập hôm nay thì có rất là nhiều phần quan trọng. Các con phải ghi chép đầy đủ hình cô, có vở, cục bút, dụng cụ đầy đủ để ghi chép. Chúng ta làm dữ liệu lưu lại để rồi sắp sửa hướng tới cái phần kiểm tra mục đích đầu tiên chúng cô nhé. Bây giờ mời các bạn đi vào bài cho cô nào. Trong cái phần bài tập hôm nay, chúng ta đi phần thứ nhất, đó là về phát âm. Thì trong phát âm, cô tập trung xoáy sâu vào những cái đuôi S, I, S hoặc đuôi D và một cái nguyên âm. Đó là những cái phần kiến thức trọng tâm bao giờ cũng có trong tất cả các kỳ thi. Và để nhớ lại phát âm đuôi S, I, S, đuôi D thì các bạn phải mở cái vở ra ghi ngày 15 tháng 9 mới đây của chúng ta thôi. Thì cô đã hướng dẫn cách đọc đuôi S, I, S thì trước khi vào làm bài cô nhắc lại. S, I, S có 3 cách phát âm. Một đó là âm S khi nó đứng sau các cái đuôi không phải phở tái thì chín. Tượng trưng cho câu vèm cô đã được đặt. Không tức là âm K, phải là âm P và hoặc là PH, hoặc là F hoặc là GH, đọc nó thành âm F. Tái tượng trưng cho chữ T. Đó, chữ TS tượng trưng cho chữ thì. Chín thì tượng trưng cho chữ C hoặc là chén cũng được, không sao. Đuôi thứ hai ta đọc nó là âm easier. Khi nào ta đọc SES là easier, đứng sau các âm sang, sông, xém, chết, chìm, dưới ghe. Còn lại không phải hai quy tắc trên thì ta đọc nó là giờ. Để các em nhớ như vậy là các em sẽ có thể làm bài một cách dễ dàng. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài. Xét cho cô câu số 1. Ta có A. Lúc này S được đọc là âm giờ bởi vì quy tắc 3. B. Chúng ta được đọc S là âm S bởi vì đứng sau âm T trái. Đáp án chúng ta đã định hướng hoặc là A hoặc là B. Bây giờ chúng ta xếp tiếp cho cô C. Nó là âm giờ bởi vì quy tắc 3. Và D là âm giờ quy tắc 3. Đến đây cô chốt đáp án một cách chắc chắn, đó là D. Ta tiếp tục xét cho cô câu số 2. A, brothers, đó là âm Z. Tại vì sao? Nó thuộc về quy tắc 3. Với B, cũng là âm Z, weekends. Bởi vì đứng sau đi quy tắc 3, ta sẽ bỏ cho cô được hai đáp án A, B các bạn. Để chúng ta xét tiếp C nào. C, nó cũng là âm giờ bởi vì đứng sau em quy tắc 3. Cuối cùng chúng ta sẽ có ngay đáp án là D, đứng sau chữ chi tức là tái. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 3. Nó thuộc về nguyên âm. Xem nhìn đây. Âm I lúc này được gạch chân nhưng cô lại đọc nó là âm đi. History, history, history. Rồi, với B I được gạch chân nhưng ta lại đọc là I bởi vì biology, biology. Vậy hai âm này đã khác biệt rồi đấy nha các bạn. Chúng ta sẽ định hướng hoặc là A hoặc là B thôi. Để xét chính xác, các em đọc tiếp cho cô C nào. Family, 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 tức là âm I. Thì chúng ta có đáp án lúc này là B âm I rồi đấy. Còn D thì chúng ta đọc là mischievous, mischievous, miss, miss, âm I. Đáp án của cô là D. Rồi các bạn thấy dễ không nào? Rất là dễ, miễn là các em hàng ngày để ý và nhớ tất cả các quy tắc thì chúng ta làm bài này được chọn điểm trong các cái bài kiểm tra bài thi, không bị mất điểm mà nó lại rất là nhanh chóng, không tốn thời gian. Em xét tiếp cho cô câu số 4. Enjoys, đây là âm giờ, quy tắc 3. B, feels, cũng là âm giờ, quy tắc 3, ta loại A, loại B. Đọc tiếp C nào. Drops. Đó, lúc này ta thấy âm nó khác đi rồi, âm S, bởi vì nó được nằm ở quy tắc không phải phở, phở cái phở, đọc là S. Và đáp án của cô phải là C. Còn D thì cũng quy tắc 3, gives, gives.
Chúng ta làm thêm một câu nữa trong phần này cho cô. Câu số 5 ta đọc nó là bởi vì đứng sau âm chi tái B, ta đọc nó là giờ quy tắc 3. Đáp án hoặc là A hoặc là B trước như các em, bởi vì hai âm khác nhau mà. Ta xét tiếp C, lúc lúc này chúng ta thấy âm S. Vì sao nó đứng sau chữ không, đồng âm với A, ta sẽ loại luôn đáp án C, và D cũng là âm S, đồng âm với C và A, bởi vì không phải phở tái thì chín, đọc con sờ hết, chỉ còn mỗi B là âm giờ. Đáp án của cô là B. Rất là dễ đúng không em? Bây giờ cô yêu cầu còn lại từ câu 6 đến câu 10 các em phải chép bài vào giống như bài tập của mình để làm bài cho cô ở nhà, và nhớ các em chụp hình phần bài tập của mình để các thầy cô dạy mình có thể sửa bài cho các em nếu như chúng ta làm chưa được chuẩn. Bây giờ các em lại sang tiếp cho cô cái dạng bài thứ hai. Trong cái phần này thì chúng ta tìm đến cái phần trọng âm của câu. Mark the letter A, B, C, or D on the answer sheet to indicate the word that differs from the other trees in the position of primary stress in each of following questions. Chọn đáp án A, B, C hoặc D vào cái tờ bài làm của mình để chỉ ra cái từ mà nó có cái vị trí trọng âm khác với lại ba âm còn lại ở trong các câu hỏi sau đây. Thì khi làm bài này thì các em lại phải nhớ lại cái bài dạy của cô Mai, tức ngày hôm 17 tháng 9 nhé các em, về tìm trọng âm. Thì bây giờ các em mới học xong, cô cũng không có đi chuyên sâu nữa, nhưng cô có một vài gợi ý cho các em như này. Nhớ hầu hết tính từ và danh từ hai âm tiết thì trọng âm nó rơi vào âm 1, còn động từ hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm thứ 2. Rồi cái từ mà nó có nhiều âm tiết nhưng chứa các đuôi sần, sồ, dần, ích, y, khổ, diêu, lơ thì các em nhớ là trọng âm trước nó một âm tiết. Rồi từ có chứa các đuôi a, te, i, ti, o, gi, nó, mis, nó, mơ, rafo, rafi thì trọng âm nằm ở âm thứ ba tính từ phải đổ về trái. Từ có nhiều âm tiết mà có phụ âm cộng với một trong ba nguyên âm i, e hoặc u cộng thêm một nguyên âm nữa thì trọng âm trước nó một âm tiết. Từ có chứa các đuôi ade, ee, en, ese, ete, enmen, enchi thì trọng âm nằm ngay chính đó. Nếu như các em vẫn không nhớ được những cái quy tắc này thì bây giờ các em còn một cái mẹo nữa để chúng ta làm bài rất là khá thành công đến 70-80%. Nếu như các em còn cái phương pháp cuối cùng, đó là chúng ta đọc một cái từ lên mà thấy cái âm nào có chứa cái dấu nhấn, dấu sắc ấy, thì trọng âm sẽ rơi vào đó. Còn cái âm nào mà nó có dấu huyền, dấu nặng ấy, thì thường trọng âm nó sẽ không có nữa. Đấy, thì các em nhớ cái quy tắc nôm na như vậy thì các em sẽ làm được rất tốt. Bây giờ mời các em bắt đầu vào câu số 1 cho cô. Cô có câu 1 là A, project. Project tức là dự án, danh từ nó rơi vào âm 1. Các em cũng thấy cô đọc pro tức là dấu sắc ở âm 1 nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp B nè. Support. Vậy ta thấy động từ nó lại nhấn vào âm thứ hai vì dấu nặng nằm ở âm 1 chúng ta không được nhận. Thì các em sẽ hướng tới đáp án hoặc A hoặc B trước này. Ta có đáp án C, secure, cure.
Như vậy nó nhấn nút sắt ở đằng sau. Đến đây các bạn đã có được đáp án là A rồi. Bởi vì là B với C đều là âm 2 mà. Thì A là âm 1, đáp án phải là nó thôi. Còn ta đọc tiếp cho cô D nào. Believe, đây là động từ rơi vào âm thứ 2. Và chúng ta đọc thì ta thấy dấu huyền bì không được nhận. Và các em cũng nhớ thêm cho cô một quy tắc nữa. Thì cái âm mà nó chứa các tiếp đầu tố như re, đi, bì, ờ, tức là đền dấu huyền nhé, thì các em không bao giờ được nhận, nhớ chưa? Cô có đáp án lúc này là A. Ta xét tiếp câu số 2 cho cô. A, ta đọc obedience, obedience. Lúc này trọng âm nó rơi vào âm thứ 2 nhé các bạn. Vì sao nào? Các em xét đề. Đi là phụ âm nhá, cộng nguyên âm ai, đằng sau nó có một nguyên âm nữa thì trước nó phải rơi vào bí, tức là từ trái sang phải, bí là thứ hai. Bây giờ chúng ta xét B. Mischievous, miss, miss, mischievous, miss. Tức là nó nhấn vào âm 1. Tại sao vậy các bạn? Các em nhìn đây, H cũng là phụ âm, nó đồng quy tắc với lại cái câu A đấy. Ta cộng với lại nguyên âm I, rồi thêm một nguyên âm nữa, trước nó một âm tiết, nó rơi vào chữ miss, được chưa? Rồi, đáp án C cô đọc nào. Biology, biology, ó. Các bạn thấy dấu sắc cô nhầm ở âm thứ 2 chưa? Vậy đến đây, ta có đáp án cuối cùng là B. Bởi vì sao? A là âm 2, C là âm 2, B là âm 1 thì chắc chắn nó phải nói thôi. Còn với D này chúng ta xét tiếp cho cô. Decision, season nó nhấn vào âm thứ 2. Bởi vì sao ạ? Nó cũng có hai cách để xét đáp án cho cô. Một là S là trọng âm, xin lỗi phụ âm, cộng với I cộng nguyên âm thì trước nó là cách thứ nhất. Cách thứ hai để các em còn có quy tắc nữa xác định đó là từ có nhiều âm tiết chứa các đuôi sần sồ dần x y phổ jeweler thì trước nó một âm tiết. Vậy trước 3 vậy là 2. Đến đây cô có đáp án là B. Ta xét tiếp cho cô câu số 3. Confidence, confidence. Như vậy nó là âm 1, con nó sắc ở cái 1. B, suitable, suitable, suitable. Rồi, cũng nhấn vào âm 1, dấu sắc ở đây. Đó, còn âm 2, âm 3 là dấu huyền, chúng ta không được nhận. Ta sẽ bỏ được hai đáp án A, B rồi nhé các em. Bây giờ chúng ta đọc tiếp C nào. Responsible, responsible. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án C là âm thứ 2. Bởi vì pon là dấu sắc, còn re là dấu huyền cũng được nhận. Đến đây chúng ta đã có được đáp án là C rồi. Chúng ta xét tiếp cho cô đáp án D nào. Secondary, secondary, nó nhấn âm 1 C. Để cuối cùng cô có là C. Ta xét tiếp cho cô câu số 4. Leftover, leftover, nhấn vào âm 1. Cái này nó còn có một quy tắc nữa, đó là từ gốc mà thêm tiếp đầu tố, tiếp vị tố thì nhấn vào gốc ban đầu, gốc của nó là chữ left nhé các bạn. Household cũng vậy, cùng quy tắc luôn, từ gốc là house, nó nhấn vào âm 1, ta loại được A và B rồi. Ta đọc C nào, garbage, garbage, rác rưởi là danh từ, nhấn vào âm 1. Vậy cuối cùng chúng ta chỉ còn đáp án là D, attempt, động từ nhấn vào âm 2, attempt. Nó có hai chức năng, danh từ sự cố gắng nỗ lực và động từ thì chúng ta nhấn vào âm thứ 2 vì âm 1 là dấu huyền, attempt, attempt, attempt. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục xét cho cô câu số 5 nữa nhé. Secret, bí mật, danh từ và tính từ cũng vậy. Sự bí mật và tính từ bí mật đều là danh từ. Tính từ nhấn vào âm 1, secret. B, university. Vậy ở đây cô nhấn vào âm 3 nhé các em. Tại sao vậy? Có đuôi et này, tính từ phải đổ về trái là âm 3, verse, verse. Sau đó các em đếm ngược từ trái sang phải. Chiêu là 1, nhìn là 2, verse là 3. Đáp án hoặc A, B chứ nhé các em. Bây giờ chúng ta xét tiếp C. Separate, separately, separately. Vậy nó lại nhấn vào âm 1, xét. Đến đây thì các em đã hướng tới đáp án của cô là D. Bây giờ cô đọc tiếp D nào. Interesting, interesting, nhấn vào âm 1 và không còn gì khác ngoài B ra.
Đấy, cái phần trọng âm cũng rất là dễ và quan trọng. Khi đi thi nó luôn luôn có hai câu và các em chỉ cần nhớ kỹ phần trọng âm, có thầy cô dạy rất kỹ từ lớp 7 đến thi rồi, và năm nào chúng ta cũng học về trọng âm cả và thường xuyên liên tục. Vì các em vậy cố gắng nắm vững quy tắc và dành chọn điểm cho cô hai câu phần này luôn luôn phải đúng nhất các em. Phần từ 1 đến 5 thì các em cũng không cần phải chép bài, nhưng mà các em cũng phải xem để nắm được các quy tắc cách làm. Bây giờ chúng ta làm tiếp cho cô từ câu số 6 đến câu số 10, phần giao bài tập về nhà các em phải chép lại nhé, chép từ câu số 6 đến câu 10, tạm dừng màn hình chụp lại và chép đồng thời làm bài tập nhà cho cô. 5 câu ở phần 1, 5 câu phần 2 rồi, bây giờ các em chuyển sang cho cô phần thứ 3. Yêu cầu của phần 3 là gì? Mark the letter A, B, C, or D on the answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Tức là chúng ta cũng chọn đáp án A, B, C hoặc D vào cái tờ bài làm của mình để chỉ ra cái câu trả lời đúng cho các câu hỏi dưới đây. Thì trong phần này cô tổng hợp vừa từ mới vừa ngữ pháp hoặc là đôi khi xen lẫn mạo từ lưỡi từ, tất cả liên quan đến những gì chúng ta đã học ở các tiết học trước và đồng thời nội dung trong bài học để các em có thể luyện tập cho cô. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi từ câu số 1. John is A, B, an, C, the, D, no article, rỗng với em, biểu tượng rỗng. Thì chúng ta bắt đầu thấy này, đằng sau chúng ta có chữ only child in his family, so his parents love him a lot. Thì khi mà cách sử dụng mạo từ, các em nhớ khi nào chúng ta có cái từ only này, số thứ tự này, ví dụ như là first, second, third này, hoặc là chữ last này, chữ next này, thì đằng trước các em phải chọn cho cô mạo từ xác định đó là the, để đáp án lúc này của cô là C. Alright. Đó, các em cũng nhớ trong bài nha. I am the only child and the oldest child in the family. Đó, tôi là đứa con gái duy nhất, only girl and the oldest, là đứa con lớn nhất trong nhà. Như vậy nó phải chia sẻ gì đó, việc nhà. Thì đến đây chúng ta cũng có được mạo từ the đứng trước chữ only. Với lại câu số 3, ta bắt đầu. Said we are not allowed A wear, B to wear, C wearing, D gone, jeans at school. Để các em thấy chúng ta cũng có cụm từ to allow, to permit somebody to. Câu bị động cũng vậy, to be allowed, to be permitted. Rồi đến tu nguyên mẫu, thế đáp án của cô lúc này phải là B, được cho phép. Câu văn của cô như sau: chúng tôi không được phép mặc quần jean lúc ở trường. Chúng ta tiếp tục xét cho cô câu số 3. By this time next summer, you A will have completed, B are completing, C will complete, C complete your study. Để làm tốt cái này thì các em lại phải nhớ về chuỗi các cái thì cô và cô Mai đã hướng dẫn cho các em. Ở đây cô thấy có dấu hiệu nhận biết by this time next summer, by cộng mốc thời gian ở tương lai, thì các em phải hướng tới cho cô thì tương lai hoàn thành. Đó là các cái thì tương lai mà cô Mai đã hướng dẫn. Về đáp án của cô lúc này phải là A. Mời các bạn tiếp tục xét cho cô câu số 4. Last night at this time, day, blah blah blah, the same thing, she, blah blah, and he, blah blah blah, the newspaper. Chúng ta xét có 4 đáp án. A, thì ba cái động từ ở vị trí này chúng ta đều thấy là câu của thì hiện tại tiếp diễn. Với B, đều để của quá khứ tiếp diễn. Với C thì lại phối hợp giữa ba thì. Vế đầu là quá khứ tiếp diễn. Rồi ở giữa thì ta để hiện tại hoàn thành.
đằng sau thì ta lại để là hiện tại tiếp diễn. Với D thì chúng ta cũng phối hợp ba thì: quá khứ hoàn thành, quá khứ tiếp diễn, có thể là quá khứ đơn. Vậy trong trường hợp này các em thấy dấu hiệu nhận biết để chúng ta xét đáp án gồm với chữ last night, đêm qua, ta phải bỏ A này, bỏ C is reading này, rồi cộng thêm at this time, giờ này. Vậy thời gian xác định cụ thể ở một thời điểm trong quá khứ thì phải quá khứ tiếp diễn. Đáp án của cô là B. Tôi xét tiếp cho cô câu số 5. In the last 100 years, traveling A will become, B has become, C became và D becomes much easier and more comfortable. Các em có dấu hiệu nhận biết của nó in the last 100 years. Trong 100 năm qua. Vậy trong 100 năm qua chúng ta phải xét thì gì? Tức là một cái thời điểm bắt đầu từ quá khứ cho tới bây giờ. Và có thể tiếp tục, cái việc đi lại đã trở nên dễ dàng hơn và thoải mái hơn rồi. Thì chúng ta lại xét lại cái cách sử dụng trong các thì, nó phải đi vào cái thì hiện tại hoàn thành. Và đáp án của cô trong 4 đáp án lúc này là D. Chúng ta sẽ tiếp tục với cô. Các phần khác thì trong phần 3 này cô cũng có 15 câu, thì cô cũng chỉ làm mẫu 5 câu thôi. Thì 5 câu làm mẫu đấy các em không cần thiết phải viết bài, nhưng các em xem lại bài cho kỹ để chúng ta biết cách làm vận dụng cho những câu khác. Còn từ câu số 6 đến câu thứ 15 thì cô cũng giao như là bài tập về nhà, các em phải chép lại cho cô nhé. Chép lại nó như cái phần bài tập về nhà của cô này. Đó. Rồi các em chép lại để chúng ta làm tiếp cho cô. Sau đó thì các bạn chụp hình gửi cho các thầy cô để các thầy cô chấm bài cho mình. Chúng ta đã đi được 3 phần rồi. Bây giờ cô mời các em tiếp tục sang cho cô cái phần thứ tư. Trong phần thứ tư này thì nó cũng rất là phổ biến, nó gồm có 3 câu trong các cái bài thi các em ạ. Chúng ta phải giống như phần writing thì có điều là sang cái dạng trắc nghiệm thôi. Các em phải học viết 3 câu này làm sao á, chọn đáp án nó giống với lại cái đáp án gốc ban đầu người ta đưa ra. Bây giờ phần này thì cô không yêu cầu các em phải chép bài, cũng như là các em không cần phải ghi bài gì cả, nhưng các em cũng phải để ý để chúng ta biết cách làm kỹ để sau này các em vận dụng làm bài cho cô nhá. Bây giờ cô xét câu số 1 này. They are not allowed to go out in the evening by their parents. Nghĩa câu gốc như sau: họ không được phép ra ngoài vào buổi tối bởi cha mẹ của mình, tức là cha mẹ không cho phép họ ra ngoài vào buổi tối. Ta có đáp án A, their parents do not want them to go out in the evening. Cha mẹ của họ không muốn họ ra ngoài vào buổi tối. Thì cái nghĩa ở đây không hợp, bởi vì không muốn khác với hoàn toàn là không cho phép. Nên là các em chưa thể chọn đáp án A được. Với B nào, their parents never let them go out in the evening. Cha mẹ của họ chưa bao giờ cho phép họ ra ngoài vào buổi tối. Như vậy, never, không cho phép, thì cũng đồng nghĩa với lại not allowed. Đến đây cô thấy nghĩa đã hợp rồi. Chúng ta xét thêm 2 cái nữa xem có gì phù hợp hơn nữa không nhé. Với C nào, going out in the evening is permitted by their parents. Đến đây thì này, is permitted là cho phép, thì lại ngược 180 độ, các em không thể xét được C nhé. Chúng ta xét cuối cùng nào. Although their parents do not allow, they still go out in the evening. Mặc dù cha mẹ của họ không cho phép, họ vẫn ra ngoài vào buổi tối. Nghĩa quá xa,
bố mẹ không cho phép mà các con vẫn ra ngoài vào buổi tối, giờ này không được, các em lại bỏ D vì trong bốn đáp án chỉ có thể B là phù hợp nhất mà thôi. Tiếp tiếp cho cô các câu nữa. Câu số 2. Ô đầu. Although my parents are busy at work, they try to find time for their children. Cho nên chữ point các em cho. Mặc dù bố mẹ của tôi rất là bận việc, họ cố gắng dành thời gian cho con cái của mình. Vậy cái này là mệnh đề chỉ sự trái ngược nhé. Một bên là bận rộn, một bên là vẫn dành thời gian để chăm sóc con cái. Ta đi với đáp án A nào. My parents are so busy at work that they cannot find time for their children. Bố mẹ tôi rất là bận việc đến độ họ không thể dành thời gian cho con cái của mình. Nó sẽ ngược 180 độ đấy các em. Ở kia là dành thời gian và đây là không thể, là không được. Ta xét tiếp cho cô đáp án B nào. Busy at work as my parents are, they try to find time for their children. Khi mà tính từ đặt đầu câu mà có chữ S ở đây thì các em dịch là tuy, hoặc là các em có thể thay chữ S bằng chữ đâu, tức là tuy, tuy. Câu văn của cô B như sau. Tuy bố mẹ tôi bận việc, họ cố gắng dành thời gian cho con cái của mình. Nghĩa rất sát rồi đúng không em? Bây giờ các em xét tiếp cho cô câu C nào. My parents are too busy at work to find time for their children. Bố mẹ của tôi quá bận việc đến độ không thể dành thời gian được cho con cái của mình. Các em có cấu trúc học từ lớp 8 trở đi nhé. To cộng tính từ cộng với to. Quá đến độ không thể. Nghĩa là cha mẹ quá bận đến độ không thể dành thời gian cho con cái được. Chúng ta xét tiếp đáp án cuối cùng. My parents really have time to for their children because they are busy at work. Các em có trạng từ rarely, tức là seldom, hiếm khi. Vậy toàn câu văn như sau. Bố mẹ tôi hiếm khi dành được thời gian cho con cái bởi vì họ rất là bận việc. Vậy trong bốn đáp án chỉ có thể là A mới là phù hợp. Xin lỗi, B mới là phù hợp. Tuy cha mẹ tôi bận việc, họ cố gắng dành thời gian cho con cái của mình. Rồi, các em xếp tiếp cho cô. Câu số 3. This shoe shop is better than any other shops I have ever eaten. Món cháo lươn của bố ngon hơn bất kỳ món cháo nào mà tôi từng được ăn. Rồi ta có A. Of all the soups I have eaten, this soup is the best. Trong tất cả các món cháo mà tôi từng được ăn thì cháo lươn của bố là món ngon nhất. Nghe rất là hợp lý rồi đúng không em? Bây giờ chúng ta xét tiếp B, C, D nào. B nào. I have ever eaten many soups that are better than his soup. Tôi đã từng ăn rất là nhiều món cháo mà ngon hơn món cháo lươn của bố. Rồi, không hợp tí nào cả. Chúng ta không thể chọn B đâu. C nào. His soup is the worst of all soups I have eaten. Món cháo lươn của bố là món the worst tệ nhất trong các món cháo mà tôi từng ăn. Đến đây thì là hoàn toàn phủ nhận cái món cháo của bố, món cháo của cha rồi. Không được. Ta chọn đáp án D xem nào. His soup is good, but I have eaten many others better. Món cháo lươn của bố rất là ngon, nhưng tôi từng ăn nhiều món ngon hơn thế. Vậy trong bốn đáp án, chúng ta không thể có cái nào phù hợp hơn. Đó là A. Trong tất cả món cháo mà tôi từng ăn thì cháo lươn của bố là ngon nhất. Em xét sang câu số 4 cho cô. The last time I went to the museum was year ago. Lần cuối cùng tôi đến viện bảo tàng là cách đây một năm. Em lưu ý cái cấu trúc của câu số 4 này nè. Là cái câu mà the last cộng với lại quá khứ đơn thì sẽ chuyển sang thể vô định của các hiện tại hoàn thành. Vừa mới thi xong ngày 8 tháng 7 vừa rồi nha các bạn nhé. Thi
của tốt nghiệp đại học năm vừa rồi, nhưng em mới thi xong cách đây vài tháng thôi, 2 tháng thôi, nhớ nhá, ngày 8 tháng 7 đã được thi này, lần cuối cùng. Ta có đáp án A này: tôi vẫn chưa đến bảo viện bảo tàng 1 năm rồi. Đáp án của chúng ta là A. Và B này: cách đây 1 năm tôi thường đi đến viện bảo tàng. C là việc đi đến viện bảo tàng kéo dài 1 năm, kéo dài 1 năm thật kinh khủng. Và D là cuối cùng thì tôi cũng đến viện bảo tàng sau 1 năm, không cái gì khác ngoài đáp án là A. Cô đọc lại các em nhé, nhớ cứ có chữ last và quá khứ đơn thì các em phải chuyển sang cho cô thì hiện tại hoàn thành, thể phủ định nhá. Nào cô dịch lại câu văn này: lần cuối cùng tôi đến viện bảo tàng cách đây 1 năm, tôi vẫn chưa đến viện bảo tàng đã 1 năm rồi. Các em xét cho cô câu cuối cùng. Cô xin lỗi, câu này số 5 rồi, thứ tự số 5 rồi nhé các bạn nhé. Nào: she gets up early to prepare breakfast so that her children can come to school on time. Cô ấy dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng để con cái của mình có thể đi học đúng giờ. Ở đây các em dịch cho cô chữ she thành chữ mẹ cho nó tình cảm nhé. Bài học của chúng ta lấy ra là mẹ đấy. Ta sẽ có đáp án A: despite her getting up early to prepare breakfast, her children cannot come to school on time. Mặc dù mẹ thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, con của bà không thể đi học đúng giờ. Ngược 180 độ với lại câu gốc ban đầu. B nào: because she wants her children to come to school on time, she gets up early to prepare breakfast. Bởi vì bà muốn con mình đi học đúng giờ, bà thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Nghe cũng rất hợp lý nhé các bạn. Chúng ta xét thêm C và D xem cái gì được hơn ha. C nào: if she does not get up early to prepare breakfast, her children will not come to school on time. Nếu mẹ không thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng thì con của bà sẽ không thể đi học đúng giờ. Nghe cũng không được hợp lý đâu. Ta xét D nào: unless her gets up early to prepare breakfast, her children will not come to school on time. Unless bằng với if not, như vậy đáp án D với C đồng nghĩa với em. Tức là trừ phi mẹ phải thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, con của bà sẽ không đi học đúng giờ. Hay chúng ta dịch cách khác là nếu bà không thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng thì con bà không đi học đúng giờ. Vậy 4 đáp án chỉ có thể D bây giờ là chính xác thôi. Vậy cô đã vừa đi qua cái phần thứ tư trong các cái chuỗi bài của chúng ta hôm nay. Và phần thứ tư nhớ là các em không cần phải chép, nhưng các em cũng phải học để mà nhớ cách làm bài. Và hôm sau thì có thể cô vẫn có thể xoay quanh bài làm cho các em thi cử kiểm tra vào những cái gì các thầy cô đã sửa ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta phần cuối cùng: identify the one underlying words of phrase A, B, C or D that must. Be transfer the sentence to be correct. Đó là chúng ta cũng nhận biết xem cái từ gạch chân hoặc cụm từ gạch chân A, B, C đó cần phải thay đổi để câu văn được chính xác. Thì ở đây chúng ta mỗi một câu cũng có 4 phần gạch chân, thì sẽ có một phần nó sai, có thể về ngữ pháp, có thể về chính tả gì gì đó, để các em phải nhận biết ra nó và sửa lại cho nó đúng giờ. Chính xác. Câu số 1 thì trong phần này nó cũng có 6 câu, thì cô làm mẫu câu 1 thôi bởi vì nó khá là ngắn. Các em sẽ chép lại bài cho cô từ câu số 2 trở đi đến câu 6 và làm bài tập. Câu số 1 cô làm mẫu để các bạn thấy nhé. Em xét cho cô nào: while the teacher was explaining the sum of the black on the blackboard, the children throw paper airplanes around the classroom. Trong khi cô giáo giải thích phần tóm tắt trên bảng thì học sinh lại cứ phóng mấy bay giấy vòng quanh cả lớp. Thì các em đã được học trong cái chuỗi thì rồi. Chúng ta thấy câu xuất hiện liên tục while ở đây. Thì khi mà
có hai nhiều hành động cùng song song diễn ra một lúc thì ta phải sử dụng cùng thì của nó, tức là quá khứ tiếp diễn, vì nó có liên tục while nối hai hành động. Thì cái chuỗi bài quá khứ cô đã hướng dẫn cho các bạn rồi nhé. Và một bên là cô giáo tóm tắt bài, một bên thì học sinh thì cứ có mấy bài giấy cùng song song diễn một lúc, nó cùng thì quá khứ. Bây giờ các em xét cho cô với A này, gặp quá khứ tiếp diễn đã được rồi nhá. Còn on the ball giới từ ở đây cũng chính xác rồi, chúng ta không có gì sai. Với C chúng ta thấy xuất hiện động từ là true, nó là quá khứ đơn. Vậy sai là ở đáp án C này đây, nó là quá khứ đơn, nó phải là quá khứ tiếp diễn thì mới đúng, bởi vì nó cùng song song cùng thì. Và D là around thì cái trạng từ này hoàn toàn chính xác. Đáp án của cô lúc này sai là C, và cô sửa lại bên cạnh đây nhé các bạn, đó là throwing. Để tương tự như vậy các em sẽ làm cho cô từ câu số 2 cho đến câu số 6, chép lại và làm ở nhà cho cô, rồi chụp hình đưa đáp án cho các thầy cô. Bài học của cô xin phép được khép lại ở đây, và cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thank you for your attention. Goodbye and see you again.